Em đợi cả tiếng rồi, giờ em có cái gì có chữ là em đọc hết. Nhờ chai nước mắm, chai tương ớt em đọc hết. Chứ bây giờ là rảnh quá làm cái gì? Giờ hai mình nãy giờ ngồi đợi gì vậy? Quên mục đích mình tới đây luôn á. Đợi người đàn ông trong chai nước mắm. Ờ đúng rồi, gọi rảnh đi. Trời đất ơi, đợi sao tự nhiên quen ngủ ngon nhớ đời mà bây giờ mình đợi vô tới cả tiếng vậy? Ừ, cho hành chờ nhớ đời luôn á. Thường là anh điền đúng giờ lắm nha, để em gọi FaceTime nha. Coi. Ừ, để biết hai cái mặt chờ đợi nè. 10 phút sau. Ồ, máy hả? Rồi, em gọi bằng Facebook không? Thôi anh gọi số điện thoại anh luôn đi cho rồi. Rang, đang đang đợi không bắt máy. Rồi em nghi rồi, anh bùm kèo là em biết rồi. Không bắt máy. Biết sao không? Mấy bữa trước em coi em thấy là anh Điền thua túi bụi luôn. Trời ơi, nào đưa đường vào tim anh ơi. Thu hoài hả? Là anh móc bóp ảnh cả 8 chầu trước luôn rồi. Tới mình á, cái nhà hàng này sang như vậy chắc chắn là cái bill rất là bự luôn á. Ông sợ, ông sợ ngày hôm nay ông ăn cái bill này cho nên không. Rồi giờ sao? Giờ anh em mình sao? Thôi bây giờ ông tới rồi, giờ ai giới thiệu món ăn là ai nói chuyện. Anh bỏ mình rồi biết sao bây giờ. Thôi hay dẹp không quay gì nữa nha. Dạ dạ, rồi cảm ơn ekip, thôi để chừng lần khác mình có đầy đủ anh em mình quay nha. Dạ, trả lại chai nước mắm nha. Thôi mà anh lần sau anh phải kiểm tra thật sự. Cảm ơn mọi người nha. What? Về thôi chứ sao giờ. Cảm ơn cả nhà đã xem tập 3 chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời, tập có thời lượng ngắn nhất lịch sử này. Thôi tụi em xin lỗi anh nha, tại vì hồi nãy mình nghĩ xấu cho ảnh. Mình nói là ảnh sợ thua cái anh đó. Đúng rồi. Ai ngờ đi đâu mà dội mà vàng, dừng chân cái lại gian hàng Chu Diêm Sâm Hao để ủng hộ giải cứu đồng bào miền Trung. Mại vô. 1 ký bắp cải 6.000 đồng. 1 ký bắp cải 6.000 đồng. Quay cái gì vậy? Mại vô. Khoan. Đó không phải là cái người mà anh em. Trời đất ơi, nhìn ổng là biết liền, còn ai nữa. Đi đâu mà dội mà vàng ra lắm rồi. Anh cơ lên men. Anh đi. Trời đất ơi. Nani. Trời đất ơi. Đi đâu mà dội mà vàng. Hả? Dừng chân cái lại gian hàng Diêm Sâm Hao. Trời ơi, đây 6.000 một ký ủng hộ đồng bào miền Trung. Móc ra ba róc. Ê, cái này ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà bây giờ anh đứng lên bán cái này hả? Anh hẹn em với Trinh tới bữa ăn nhớ đời. Bữa ngon nhớ đời. Mà bây giờ tụi em lại chờ nhớ đời luôn. Ừ, em chờ anh nãy giờ gọi. Sao tới nãy giờ không gọi anh? Coi điện thoại giùm em. Thấy ở em Facebook em gọi nhớ anh luôn á. Tám cuộc rồi đó. Rồi, ok. Không, cái này cũng ý nghĩa thôi. Bây giờ mình giải giải cứu đi rồi mình vô ăn. Rồi bây giờ mình bán đi, mình bán một hồi đi, mình bán được. Coi ai mua rồi mình tính nè. Bắp cải 1 ký 6.000, bắp cải 1 ký 6.000. Dạ, cho chị ghé vô kìa. Mày vô. Bán thiền nha mọi người ơi. Bà con cô bác, một chiều duy nhất, một ngày duy nhất, 20.000 một bịch bắp cải rất là bự luôn. Giải cứu bắp cải. 6.000 chị mang bao nhiêu? Hai trái. Hai trái bắp cải giải cứu đồng bào. Anh chị ơi, giải cứu bắp cải. Chí thiền bán bắp cải, mua một cái tặng một cái, anh Điền trả tiền. Này nhiêu? 15.000. Rồi 15.000, chị Dâm xin 15.000. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị tặng luôn. Cảm ơn chị nha, giải cứu đồng bào. Hai trái 20. Đây coi. Hai chục ngàn, hai trái ngon lành mọi người ơi. Thôi vô quay đi hết vợ rồi. Tụi em điện ơi, tụi em muốn đây chơi. Bây giờ mình tới với bữa ngon nhớ đời. Bán tốt nha.
Anh quên hai tụi em ngày hôm nay có hẹn. Đúng không? Anh quên luôn hai anh sợ. Không, hồi nãy anh tới xong anh thấy đang rau rau vui quá đó, tự anh nhớ lộn. À. Mình nói là ảnh sợ thua cái anh rút. Đúng rồi. Ai ngờ là ảnh đang bán bắp cải ngoài kia chứ đồng bào. Không, thiệt ra là tại anh thua quá nên anh cũng quán luôn á. Bây giờ anh thua không hả? Ừ, thua quá rồi quán luôn, xong xong tự nghe tới bữa ngon nhớ đời bị ám ảnh luôn. Không sao, hôm nay cũng vậy đó. Chu Dim Sum House là một trong những nhà hàng Hồng Kông nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Chu Dim Sum House, bạn sẽ phải ấn tượng bởi không gian rộng rãi và nội thất sang trọng. Nhà hàng nổi bật với tông màu đen đỏ đặc trưng, đi cùng là những chi tiết gỗ mang đậm phong cách truyền thống, tạo cho thực khách cảm giác đang ngồi thưởng thức ẩm thực ngay chính tại Hồng Kông. Bên cạnh không gian đẹp thì hương vị nơi đây chính là một nét chấm phá. Các món ăn ở đây được nấu theo công thức bí truyền của vị bếp trưởng dày dặn 33 năm kinh nghiệm trong nghề. Chính điều đó đã tạo nên một hương vị hoàn toàn khác biệt cho Chu Dim Sum House mà bạn không thể tìm thấy được ở bất kỳ đâu. Nếu bạn còn đang tò mò và không biết đồ ăn Hồng Kông sẽ như thế nào thì không đâu tuyệt vời hơn nơi đây. Đồ ăn chất lượng, giá tiền hợp lý, phục vụ điểm 10, một sự lựa chọn hoàn hảo, một nơi để bạn tận hưởng trọn vẹn tinh hoa văn hóa ẩm thực Hồng Kông. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm Nhĩ Cá Linh Mekong Colorman. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Colorman rất là vui và vinh dự mời được hai khách mời là nghệ sĩ rất là dễ thương. Ngồi kế bên tay trái của mình, họ nguyên một bộ đồ đỏ. Đây là bạn Liêu Hà Trinh, MC Liêu Hà Trinh. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Dạ, kế bên Liêu Hà Trinh là một cái gương mặt mà chắc chắn là rất nhiều fan nữ đốn tim, rất nhiều fan nữ, đó là ca sĩ Chí Thiện. Chí Thiện rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Và ngày hôm nay hy vọng chúng ta sẽ có một bữa ngon nhớ đời nhé. Mình hy vọng là Liêu Hà Trinh và Chí Thiện sẽ có một bữa ngon nhớ đời với đúng nghĩa của nó, đó là mình được trả tiền một lần trong đời của mình mà tới cái mức mình có thể choáng váng luôn. Đúng. Yeah. Tức là sẽ trả rất là nhiều, tại vì mình sẽ gọi ra rất nhiều món ăn anh coi rồi. Bởi vì thực đơn của chúng ta ngày hôm nay có lẽ là một trong những cái thực đơn khủng nhất của toàn bộ cái mùa 1 của Bữa Ngon Nhớ Đời. Nào mời quý vị các bạn cùng hướng về màn hình để xem video clip giới thiệu. Mở đầu cho đại tiệc ngày hôm nay sẽ là món gì đây ta? Bột há cảo, trứng muối, tôm, da hoành thánh, tàu hủ kỳ, bơ và thịt heo đã đi một chặng đường siêu siêu dài từ một đất nước xa xôi để đáp xuống tay của anh đầu bếp tại Chu Dim Sum. Bắt đầu sẽ là công đoạn pha bột theo công thức gia truyền. Với những cú xoay bột điệu nghệ uyển chuyển như thế này thì đủ để thấy đẳng cấp của anh đầu bếp không phải là dạng vừa đâu. Công đoạn quan trọng nhất để tạo nên một lớp áo tuyệt vời cho há cảo thủy tinh là đây. Để có được một lớp vỏ siêu mỏng, căng và dai, anh đầu bếp đã nhào bột trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Kết thúc bằng một pha cán bột phải gọi là đỉnh của chóp, vô cùng khéo léo, tinh tế và tỉ mỉ để làm ra được một chiếc há cảo siêu hoàn hảo. Một tác phẩm đầy công phu như vậy thì sẽ có giá là bao nhiêu đây? Tiếp đến là xíu mại Phùng Hoàng. Nghe cái tên kêu thế không biết. Tốc độ làm của anh đầu bếp thì sánh ngang với tốc độ của ánh sáng. Một tốc độ cực đại đã nhanh chóng làm đầy ấp xíu mại uống na uống nừng. Cán và gói cho thật đều tay là có ngay em bánh bao kim sa trứ danh gần xa. Là hấp chuyên dụng được nhà hàng đặt riêng từ nước ngoài về để hấp dim sum chín ở tỷ lệ hoàn hảo nhất. Giải nhà hàng chịu chơi nhất, không chu chứ ai. Giờ thì bắt tay vào làm ngay món bánh cuốn tôm tươi, đòi hỏi kỹ thuật cao từ anh đầu bếp. Nhìn đôi tay này thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn là đôi tay vàng trong làng dim sum, nên bánh mới có kết cấu mỏng nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi cao đến mức như vậy. Bạn sẽ trả bao nhiêu tiền cho kỹ thuật nấu ăn đỉnh cao này đây? Nhưng mà chưa hết đâu nha, còn một siêu phẩm phải kể đến, đó chính là tàu hủ kỳ tôm chiên. Chiên ngập trong dầu ăn thượng hạng để đạt được chuẩn vị giòn sầm từ vỏ, độ ẩm mịn bên trong của nhân. Anh đầu bếp không chớp mắt dù chỉ một giây, chỉ để canh chuẩn xác giây nào vừa đẹp để có thể vớt bánh ra thôi đó. Ngào ngạt, thơm lừng,
bắt mắt, hấp dẫn, căng mộng, tròn đầy, đủ để con tim của bạn xao xuyến hay chưa? Một gấp là say đắm, hai gấp là đắm say, ba gấp là ngất ngây. Ngất ngây, ngất ngây và ngất ngây. Kỳ công, tinh tế và hoàn hảo. Trọn vẹn là hai từ miêu tả dành cho Chu Dim Sum. Còn bạn, bạn sẽ trả bao nhiêu tiền để thưởng thức sự trọn vẹn này đây? Món ăn tiếp theo đây sẽ khiến cho bạn mắt chữ A, miệng chữ O đấy nha. Tươi rói, căng bóng và săn chắc là những gì mà quý vị nghĩ về tôm. Cùng một dàn nguyên liệu xanh hết sức bắt mắt. Lột vỏ tôm cho thật nghệ. Để những đường cắt ngọt liệm. Pha một tỷ lệ bột hoàn hảo theo công thức bí truyền để khi tôm chiên lên thì đạt được độ giòn tuyệt đỉnh. Quý vị khi ăn còn phải trả quyền sở hữu trí tuệ, không phải thấp đâu nha. Được chiên ở nhiệt độ chuẩn 165 độ C giúp cho tôm dậy được một mùi thơm hấp dẫn đến nao lòng. Điểm nhấn nổi bật cho hương vị lần này xin được giới thiệu siêu sao dưa lưới đến từ vùng đất xa xôi ở nửa bên kia trái đất. Trải qua 14 giờ bay liên tục vẫn giữ được phong độ tươi ngon. Mang theo một vị thơm ngon ngọt dịu giúp nâng tầm món ăn lên một đẳng cấp mới. Mayonnaise cùng với một chút chua chua từ vị chanh sẽ tạo ra một hỗn hợp hoàn hảo khi kết hợp cùng với tôm. Tất cả quyện lại tạo nên một hương vị gây bùng nổ vị giác. Hương vị tầm cỡ này thì đáng giá bao nhiêu đây ta? Chính trong món ăn tiếp theo đây chính là cá mú lông hạc trân châu, luôn đứng đầu trong danh sách các loại cá được thực khách săn đón nhất hiện nay. Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon hết sảy mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Các sợi lần lượt cần tây, ớt chuông bằng những đường dao thiết phát và vô cùng chuyên nghiệp. Cùng mãn nhãn với kỹ thuật lớp cá đầy điêu luyện của chú đầu bếp sương sương 33 năm kinh nghiệm. Phần đầu cá đem đi chiên ngập dầu. Phần thịt thì chiên sơ để cá thêm phần săn chắc và vị mùi thơm. Rồi đem xào thật nhanh với rau củ tươi ngon. Nhờ có cơ tay săn chắc mà chú đầu bếp đã thực hiện thành công những cú hất đầy nội lực, giúp cho mọi hương vị quyện đều vào nhau một cách tuyệt vời. Ta-da! Đĩa cá thơm ngon hảo hạng này đã xếp thứ hai thì không ai thứ nhất. Thịt cá dai có độ đàn hồi. Sức hút đặc biệt của cá mú trân châu còn đến từ vị ngọt thanh có 102, tạo nên vị ngon đặc trưng mà không loại cá nào có được. Quý vị sẽ trả bao nhiêu tiền để nếm thử hương vị ăn một lần nhớ một đời này đây? Tiếp theo xin mời quý vị đến với món vịt quay Bắc Kinh. Nổi danh từ lâu trong làng ẩm thực thế giới bởi lớp da màu bánh mật căng bóng đẹp đến hoàn hảo. Để sở hữu được lớp da sexy như vậy thì vịt đã phải được quay trong lò suốt 2 tỷ 700 triệu micro giây và kỹ thuật tối dầu đỉnh cao đến từ anh đầu bếp của Chu Dim Sum. Kỹ thuật lóc da vịt đỉnh của shop này thì phải đáng giá hàng triệu để xem đấy chứ. 5 miếng da đều tăm tắp, chính xác đến mức không sai một ly. Da vịt thì phải đi kèm với bánh bí. Độ béo của da sẽ trở nên hoàn hảo khi kết hợp cùng với vị nồng nhẹ của đầu hành và cuộn đều tay dưới lớp bánh bí mỏng mềm. Thớt dày chục phân, dao to chục bản, một màn chặt vịt vô cùng mãn nhãn đến từ chú đầu bếp dày dạn 33 năm kinh nghiệm trong nghề. Từng đường dao cắt ngọt liệm và thoăn thoắt, chỉ cần lỡ chớp mắt một cái mà đã thấy một đĩa vịt hoàn hảo ngay trước mắt thì đừng có bất ngờ đó nha. Và món tiếp theo trong combo trứ danh này là món xương vịt rang muối Hồng Kông, được chiên ngập trong chảo dầu ở nhiệt độ cao ngất ngưỡng, giúp cho xương vịt trở nên giòn và tan trong miệng. Đều muối và nổi lửa lên. Hất, hất rồi lại hất. Những cú hất chảo đầy điêu luyện thật là bức định không ít người xem mà.
Ta-da! Lê Ly luôn, chịu gì nổi. Nhưng mà món ăn còn chưa hết đâu. Cơm chiên mà đi với thịt vịt thì mê chữ ê kéo dài. Những cú hất của chú đầu bếp chưa bao giờ làm người xem phải thất vọng. Hạt cơm săn đậm vị quyện cùng với sự ngọt thơm từ thịt. Ăn cùng một miếng xương vịt rán muối nữa thì đỉnh của đỉnh. Mạnh dạn đoán giá của món ăn vừa công phu lại vừa chất lượng như thế này thì cũng phải cỡ 6 số 0 trở lên đó nha. Và điểm nhấn cho đại tiệc ngày hôm nay chính là đây. Wow, hội tụ đầy đủ các siêu sao đến từ biển cả, chỉ có thể thốt lên 3 từ: sang, xịn, mịn. Xin được giới thiệu, phi cá đến từ biển. Bào ngư quý hiếm chỉ xuất hiện trong bữa ăn vương giả, hoàng tộc. Côi sò điệp Nhật 5 tuổi. Hải sâm bổ dưỡng và là một vị thuốc tuyệt hảo. Cua sai khủng sở hữu chiếc càng siêu to khổng lồ. Tất cả đã có mặt tại True Dim Sum. Nồi nước lèo được hầm trong 28 tỷ 800 triệu micro giây liên tục, hội tụ muôn vạn tinh túy từ các nguyên liệu mà bạn phải thốt lên 3 từ: xịn, xịn, xịn. Cho lần lượt tất cả các nguyên liệu quý hiếm vào và nấu cho đến khi nước quẹo lại là có ngay món Chu Gia nhất phẩm tay cầm trứ danh. Biên tập cảm thấy là hơi choáng váng và đau đầu cho màn ủng độ toàn những thứ quý hiếm và bổ dưỡng thế này. Bao nhiêu tiền thì đủ đây cơ chứ? Một màn kết hợp toàn đỉnh của Job thì cái giá là bao nhiêu đây? Quý vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ nha. Màn đại tiệc đã sẵn sàng, thưởng thức ngay đi thôi. Chết. 7 phút đau đớn nhất. Dạ. Nãy giờ. Em phải tỉnh táo lên, Trinh, tỉnh táo lên. Bao nhiêu kiến thức của toán học vô đầu. Trời ơi, bạn nào quay cái lẩm thực này về tăng lương liền nha. Má ơi, chuẩn luôn. Còn ai biên tập nào mà làm cái clip này về trừ lương liền nha. Ừ, trừ nè, tự nhiên tới giờ này coi như đói rồi, mình tra tấn mình coi này. Đúng rồi. Hợp lý không, đúng không? Rồi. Ai đã sướng lên cái ý kiến là đến đây là người đó chuẩn bị đi. Nhưng mà chắc gì em thua. Chắc gì anh thua. Để xem. Để coi. Cũng chưa biết ai đâu, nhưng mà cái dầu này cái dầu này hơi căng đó. Dạ em xin phép ạ. Rồi. Vâng ạ. À đúng rồi, đó. Wow, tới giờ ăn đến rồi. Báo giá. Ủa không phải hả? Ừ, chưa dạ, được bài ăn. Bài thi, em ơi, em có thể đổi anh cái bút đỏ được không? Mỗi lần anh cầm bút đen là anh cầm. Ai vậy? Anh cầm bút đen đi. Anh đổ đen đi. Cảm ơn anh ạ. Em tự xử được rồi. Dạ, đó được rồi. Cảm ơn anh. Anh màu xanh, em màu đỏ. Đó. Ok, chọn màu đen. Yeah. Trận nào cầm bút đen là trận đó đều gãy hết. Không biết tại sao. Bây giờ mình đoán trước luôn hả anh? Đó, bây giờ mình cứ ghi trên đây nè. Một dấu hồn. Cố lên Trinh ơi, Trinh ơi, cố lên. Không thôi bán gì chuyện đó Trinh ơi. Anh có bi bài đó. Anh ơi, giữ sự chính trực của một người anh. Dạ. Không, anh thua quá là anh sẽ không còn chính trực đâu, yên tâm. Cái vỏ rất là mỏng nhẹ, món này chắc tầm há cạo thì tinh chắc. Mấy cục nữa mà, quan trọng là mấy cục nữa, một cục bán khác. Bối ơi, 4 cục á, như 4 cục á. Rồi, anh đừng có copy bài em. Kìa, có copy. Rồi tôm ngủ, cốc, sốt, ủa có món đó hả? Ây da, cá mú. À, cá mú. Cá mú bữa mới mua với bạn là 1 ký nhiêu. À, nhớ rồi. Tôm ngủ cốc, trời cái này mắc nè. Tôm ngũ cốc sốt mayonnaise mà Hồng Kông, đi từ Hồng Kông về nữa. Con cá đó phải ký rưỡi. Lưu Hà Trinh toàn là 65 như 80 cùng mình... nhau không à, hay thiệt luôn á. Em đoán thôi. Em đang đoán là không biết con tôm này về tới Việt Nam nó có phải xin visa không, phải cộng tiền visa vô nữa. Chúng sao anh ánh mắt quá vậy? Ừ, tại em nghĩ cái quán này giá trị vậy. Em nghĩ là tấm lòng của cái người nấu ăn, người ta không có muốn làm giá mắc lắm đâu. Không phải. Trời ơi, cái chi phí của quán này trời. Vậy em nghĩ con tôm này chắc 200 ngàn á. Tôm ngũ cốc sốt mayonnaise. Tôm ngũ cốc anh lấy nhiêu? Kệ anh. Tôm ngũ cốc anh lấy nhiêu? Kệ anh. Kệ anh. Kệ anh. Phút này là không anh em gì hết trơn á. Rồi tôi làm 108 luôn đó. Con cá mú đó 200 đi. Ký rưỡi. Em thấy là con tôm này chắc 200. Cầm đâu đó. Cá mú là lại nguyên con đó. Nguyên con đúng rồi. Cá giận nhiêu quý vị? Cá mú giận nhiêu? Ký rưỡi. Không nói anh biết rồi. Không nói anh biết rồi. Rồi xin mời ban tổ chức chấm điểm giùm. Nó ba. Dễ cái hình cho nó hên. Ủa anh tóc cãi ai hốt vậy? Kệ anh ta. Để cho em xin phép à. Đây. Cầm giùm em nữa. Mấy người này hay copy bài lắm. Dạ xin phép gửi lại ạ. Rồi. Của anh. Anh có đúng cái gì không? Trật lất hết. Anh đúng có một món nữa nè.
Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Ôi trời ơi, ơi trời. Trời ơi, trời ơi, trời. Trật hai món trứng luôn. Anh không có cái nào đúng hết vậy anh? Không, anh hai cái nè. Đó, đúng rồi, Dưới Thiện là được cái bánh cuốn tâm tươi bánh bao kim sa. Thiệt luôn á, không phải đâu, tại vì cái phần này tới 12 dĩa là nó căng quá. Cái gì mà được có 2 điểm. Anh cũng 2 điểm chứ có hơn Thiện đâu. Mấy cái thằng mà chuyên gia 2 điểm là cuối cùng nó đều lội ngược dòng hết. Đúng. Tại vì á, con dịch lúc nào nó bơi ngược dòng hết đấy không? À, trước sau nó bơi ngược dòng mà chiến thắng rồi con. Không biết hồi nãy Chí Thiện tự tin bao nhiêu phần trăm ha? Thôi. Thôi, mà dù sao đi nữa thì ở cái vòng mà không nhiều ý nghĩa này thì giờ Chí Thiện và Coleman cũng rất là sẵn lòng để nhường chiến thắng này cho Liêu Hà Trinh. Dạ. Và phần thưởng đó là một cái đáp án, một cái giá chính xác của một trong 10 món này. Chúc mừng em. Em được biết Liêu một mình em hả? Một mình em đúng không? Một mình em. Em muốn chia cho tụi anh coi cũng được, không sao. Còn nếu em muốn giấu mình em cũng được. Thật ra cái bài của em mọi người copy hết rồi. Em cũng không còn gì để giấu nữa, nhưng em chỉ cần thắc mắc cái là cái món nào mà em trúng em chính xác. Anh chỉ cho. Không ai. Cái này hết. Là giá chính xác của một món luôn nha. Là ủa? 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 Giật mình. Anh ơi cất liền, cất liền, cất liền. Ủa? Ở đây giật đông lắm. Cất liền. Anh ơi. Thấy chưa? Số 2, số 5 mà. Nếm sĩ anh ơi. Anh ơi, em biết rồi. Em biết rồi. Sao kỳ vậy ta? Số 5 mà. Ủa? Nếm sĩ cho tầm này nữa. Em biết rồi. Em món gì em sẽ không ghi. Em vậy là sẽ có một món 250. Không, bây giờ 25.000 xê xích thì cũng làm nên chuyện. 250 hay 125? 525.000. Hai số 2 sao mà 500 thôi. Không. Anh bị ngược cái đầu. Thôi bây giờ mình đừng suy nghĩ đi, mình bỏ hết này đi. Thôi bỏ. Rồi ok, giờ trả lại nè. Rồi cái form này đâu có được giữ đâu. Rồi. 60, 80, 80, 100. 525. Rồi em được biết một món rồi đúng không? Hơi tình hình hơi căng thẳng. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến bắt đầu chúng ta sẽ đến với món ăn món đầu tiên. Dạ. Rồi. Món đầu tiên xin được phép kính mời. Món này là món em tò mò nhất nè. Rồi, giờ chúng ta cùng mở nha. Thôi, giờ mỗi người 2 món ha. Rồi, em mở món đó đi. 1 2 3 Ú, bánh bao củ. 3 Ú, bánh bao củ. Em mời bạn. Mời anh Điền ăn cái bánh bao trước. Dạ. Dạ. Thầy bánh bao nhiều tinh bột, anh ăn trước đi. Lẹ tí nữa. Lẹ tí nữa. Chị gái em ăn. Em tốt quá. Thằng nó chưa là em tự nha. Không ai đi giữ đi. Thôi không ăn hoa lan đâu. Anh bận tôm. Anh bận tôm rồi. Mỗi người đều phải thử một cái đó. Nhìn anh thấy nè, nó bốc khói luôn nè. Tiêu nữa cơ. Ừ, nó thơm. Đưa ở đây mà nó đã thơm rồi đó. Ôi. Đừng nói đưa mà đưa lại gần nha. Trời ơi. Cái vị nó, cái vị vừa phải á, ăn không bị ngán. Không thể nào. Quá vô lý. Không thể nào. Quá vô lý. Hả? Chỉ là chân gà thôi, tại sao lại ngon như vậy? Thật vô lý. Như một giấc mơ có thật. Đây, cái sự xuất sắc tiếp theo nằm ở sự trong suốt của há cảo thì là há cảo thủy tinh. Anh, em nghe nói cái này há cảo thủy tinh, anh thử ăn rồi, có thủy tinh ở trong em mới dám ăn. Nó là cái tên thôi em ơi. Thủy tinh nó khác với miệng chai nha. Rồi anh ăn được luôn. Sao? Ở ngoài rất là mịn. Nó không ăn cái mịn, nó, mịn nó hay trôi mịn mịn mịn, mịn, mịn. Mà khi mà cái lớp vỏ nó không đủ, nó không quá dày thì mình cắn vào á là cái thịt bên trong á nó sực sực. Wow. Là ngay rất là sướng miệng. Anh ăn thường là anh ăn nguyên miếng mà. Dạ. Để cảm nhận trọn vị luôn. Thì anh thử, anh thử một miếng bánh bao luôn. Anh hết vô, anh thử một miếng bánh bao luôn. Anh hết vô cái miếng. Không hết được em ơi, cái này phải cắn hai lần em ơi. Vượt qua chính mình, anh thử xem. Anh không có điên. Hai vị xong là anh nghỉ giải lao luôn. Giải lao luôn á. Bây giờ tới em ăn bánh cuốn thử xem. Tôm hồi nãy gói là phải xuất sắc lắm nha. Hình như bánh cuốn này cái vỏ này mình nhào mấy tiếng đồng hồ luôn phải không anh? Xuất sắc. Dạ, xin phép gửi phiếu đánh giá. Dạ, gửi phiếu đánh giá có nghĩa là em chấm điểm lại hả? Cái phiếu này là phiếu quyết định cuối cùng á. Sau khi ăn cảm thấy há cảo thủy tinh rất là ngon nha, nhiều tôm như vậy chắc mắc lắm. Lúc nãy chân gà, chân gà của Trinh bao nhiêu ta? Chân gà của mình bao nhiêu? Chân gà của mình đúng nha.
Đó giờ nhớ cho liền luôn, thấy chưa? Nó không nhớ nổi đâu nè, chanh nhớ. Chanh bánh cuốn, bánh cuốn. Đem đồ ăn ngon là bây giờ mình bị lú luôn rồi. Ủa nãy mình ghi bánh bao kim sa nhiêu ta? Hồi nãy cái chữ gà của mình đúng, lỡ nhớ người ta cái mình quên của mình luôn mới ghê. Cái bánh cuốn này cũng vậy luôn nè, cho hồi con tôm. Chấm vô nước tương, tương mà sa tế nè, nó mới đã nè bà con ơi. Mình phải dơ lên này thôi, ai lo giá cả tôi không biết. Trước sau thì tôi không trả tiền nên là tôi khỏi gì nữa. Thì em cứ ghi trước rồi xong em uống em ăn thôi. Đó, ráng tập trung chi, lát nữa cũng trả tiền. Tôm cực kỳ ngon. Và cái màu nó... Thôi, không được rồi. Không được rồi, phải ăn thôi à. Phải ăn thôi chứ không ngồi. Tính cãi đi, lỡ thua thì cũng trả cãi. Ăn đi tính tiếp. Em quên hết trơn luôn rồi đó. Ký ức của em không nhớ món gì bây giờ gì luôn. Bây giờ anh với em bánh bao kim sa mỗi người một nửa. Anh ơi, ăn cái này hấp dẫn là mình phải bẻ ra. Xong rồi ở trong nó chảy cái kim sa ra. Đây nè, quý vị. Cẩn thận, cái này nó sẽ chảy ra đó. Ừ, ok. Xem này. Xem này. Xem này. Xem thiệt, nó ngược hướng. Khoan ha, bây giờ em thử làm lại coi. Không đây nè, cái như cái đó mình bỏ qua đi. Mỗi người cái đi, khỏi liên quan. Ừ đúng rồi. Cái trải nghiệm của anh, em phải rút kinh nghiệm của em. Đầu tiên em sẽ đục một lỗ trên bánh bao để cho nó chảy ra trước. Đây, thấy chưa? Người ta có cách ăn này. Sau đó người ta sẽ ăn một cách tỉ mỉ bằng cách nặng kim sa vô. Ủa sao nó ra ta? Em nắng gì mà giống như là Ủa sao nó ra tỉ vậy? Cái cách không ổn rồi. Bây giờ mình có một cái đúng này là dễ vậy đâu. Mình mở ra. Từ, đừng như Chí Thiện nha, Không, tuy của anh không vậy. Thấy chưa? Em làm nhẹ nhàng nè, thấy không? Đấy. Kỳ công ghê, người ta làm vậy nãy giờ chưa, có đổi không nè, đây. Người làm đúng duy nhất nãy giờ mà ổng làm xong rồi kìa. Trời, cái bánh của người ta đang bánh nó thẩm mỹ vậy, thọt cái lỗ xong rồi muốn hết đường luôn. Có cần ngon dữ gì ông trời. Kim sa tức là cát vàng. Không có gì hạnh phúc mà ăn uống hết trơn. Rồi bây giờ mình ghi điểm thôi, ghi giá nè. Em đã ghi nãy giờ. Nghe nói ở các lớp trước bạn hay đội sổ phải không bạn Điên? Các lớp trước bạn hay đội sổ phải không bạn Điên? Vậy thì cảm ơn bạn, mình ổn với bài của mình rồi. Đúng rồi, mình không tin bạn đâu nha. Thu lát không cho sửa nha. Mình tự tin rồi. Rồi tự tin luôn phải không? Rồi ok, để ra luôn. Ok, mình nghe lời cái bạn đội sổ chi không biết nữa. Trời, ở trường trước mình được 8 điểm. Mình kia nhìn coi kia. Khe mình nghe lời cái bạn đội sổ chi không biết nữa. Trời, đúng không? Ở trường trước. Ê, mình kia nhìn coi kia. Bạn nó ăn gian kìa. Ngoài điểm học tập còn có điểm hạnh kiểm thôi đó bạn. Phải ghi bạn cái số đầu bài mới được. Dạ. Ủa anh còn phải cân nhắc. Không, cân nhắc tiếp đi. Mấy bạn học sinh dở hay cân nhắc lắm. Cái bài dễ như vậy mà mấy bạn không làm được hả? Không, lo ăn không mà không làm được. Liêu Hà Trinh đã nộp bài sớm quá. Đúng. Bạn học sinh kém vẫn đang làm bài. Học sinh là đội sổ vẫn còn đang làm bài. Nếu mà mình nghe kỹ bài của cô giảng thì mình đã không dẫn đến ngày hôm nay các bạn ạ. Tôm. Ngũ cốc sốt mayonnaise. Tôm ngũ cốc sốt rồi. Quá đỉnh luôn, đỉnh cao của đỉnh. Ôi. Đây như là một giấc mơ gì đó. Nãy chúng ta đã xong 6 cái món khai vị rồi. Bây giờ chúng ta bước sang món chính và đây là món đầu tiên của món chính. Dạ. Yeah. Bây giờ em hiểu cảm giác bị say nắng crush là như thế nào rồi. Vừa gặp đã yêu ngay. Muốn ăn ghê gì đó. Em ăn đi. Dạ. Trời ơi thiệt luôn á, giờ em mới hiểu là em gặp crush là em muốn ăn ngay lập tức á hả? Ngon. Ngon, ăn đi. Dạ. Từ dưa lưới là ở New Zealand hả anh hay là đâu? Ở dưa lưới New Zealand mang về đó. Rồi thôi, 1 2 3 vô đi. Vô. Ăn thôi. Còn nhiều món lắm cho nên anh nghĩ là mình mỗi người làm một cục thôi. Làm một cục thôi. Đẹp.
Đâu, mình cầm vậy luôn á. Này em muốn chứng kiến khoảnh khắc này khi mà Chí Thiện làm gì cũng rớt đổ bể. Rồi anh làm đi xem coi có rớt không. Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Sao mà rớt được? Hay quá. Nó phải rớt vào trong chén của anh. À, anh làm gì vậy? Đó. Em tưởng anh móc qua hết luôn rồi, mang qua hết luôn chứ. Wow, cảm ơn anh. Anh thử thách với hai cái luôn được không? Anh làm được không? Được luôn, đúng cái luôn. Nó đủ nặng anh mà rớt ở nhà. Về dĩa anh luôn nha. Xuất sắc nha. Rồi thôi lấy một cái thôi. Đó. Nó chắc như vậy luôn á hả? Chắc. Vậy là thịt tôm phải rất là chắc ở trong á. Đúng mà, người ta làm chất lượng đỉnh cao đó. Nào, thử xem. Mọi người ơi. Ăn theo kiểu này luôn. Bây giờ mọi người chắc chắn ăn tôm trước nha. Em muốn thử dưa lưới trước. Em hãy ăn thử nè, cắn hai cái chung lúc á, nó cái vị nó ngon hay lắm. Ngọt thanh quá à. Ở bên trong cái tôm là đầy thịt tôm luôn. Ủa, cái hành phi này nó có vị hơi ngọt thế nè. Nó giòn rụm nữa anh. Mà mọi người biết không, 160 độ mà chiên đều vậy hả? Thì lần sau mình tới ăn nó cũng giống vậy luôn. Với cái món này là chắc chắn là phải một tràng pháo tay cho đầu bếp. Quá xuất sắc, quá tỉ mỉ. Rất lạ miệng luôn, rất lạ miệng và rất là công phu. Rồi, cái này là thưởng nghệ thuật, đúng rồi. Dạ, chứ không phải là ăn bình thường nữa. Vậy thì mình biết giá nó rồi đó. Đó, mà chắc là 400. Đúng không anh Thị? 425. Nãy em ghi nhiêu? Em đâu có ghi nhiêu đâu. Đó. Đó. Em nghĩ 400 tại giá tôm giờ mắc lắm anh. Mà con tôm tập tạ nữa. 300, 400. Mình đi 800 luôn đi. Anh đang băn khoăn. Anh đang suy nghĩ chắc 800. Không, này mắc vậy anh, chắc cỡ 600 thôi hả? Anh cười anh biết. Tiếp tục cá mú Long Hoàng, trân châu. Không, anh ghi trước đi, anh ghi con tôm đi. Anh ghi con tôm chứ. Thôi để lát anh cân nhắc tiếp. Wow, wow. Tối luôn. Dạ xin phép, cá mú Long Hoàng trân châu à? Dạ. Ôi, có cần đẹp mày không anh? Trân châu. Cá mú Long Hoàng trân châu. Trân châu là cái nào? Ở trong này á, thật ra cái em nghĩ nha, em cũng chờ coi trân châu ở đâu, giống như trà sữa không có. Nhưng em thấy á, tại vì cái miếng cá đã săn và nó trắng và nó trong và nó đẹp, nó chắc y như là viên trân châu như bảo vật. Phải hỏi cái bạn nãy đó, cái bạn mà nãy đó, bạn sẽ giải thích cho mình nè. Anh gì đẹp đẹp hồi nãy ơi. Anh ơi. Em đố anh. Hứa. Trân châu là cái gì? Trân châu là cái gì? Đố rồi chứ. Trân châu đây là thịt của cá à? Thấy chưa? Dạ. Học sinh giỏi có tố chất có khác. Em đố anh. Ủa? Cái món này bao nhiêu tiền? Trên dưới 1 triệu đồng à? Là trên hay là dưới? Ai biết? Trên dưới 1 triệu đồng. Nãy anh ghi nhiêu? Em ghi 700 phải không? Em ghi 700. Rồi, anh chưa ghi gì hết. Trên dưới 1 triệu đồng. Nãy anh ghi 1.2 triệu đúng không? Vậy em ghi 1 triệu là nó gần nhất. Đúng không? Ừ. Em ghi chưa? Xin lại bài được không anh? Không. Dạ không ạ. Dạ không ạ. Em vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Thôi, 1, 2, 3, vô. Thưa anh, hiện nay khói đang nghi ngút mình ăn nhé anh. Đây, cho em cái miếng ngon nhất nè. Dạ, em cảm ơn anh. Cái miếng nó hấp dẫn đó. Thấy nó bóng lưỡng luôn nè. Mời anh. Ăn chân châu trước. Đó. Hồi đó hả? Quá đỉnh. Em ăn chả cá Lã Vọng, em nghe nói con cá lăng là con cá mềm ngọt nhất rồi. Em coi con cá mú này nó có hơn được con cá lăng không? Rồi cái mùi thơm như là mùi bơi như mùi tỏi. Ngon. Đúng là không cần chấm gì hết. Thịt cá mú nó dai hơn. Ngon. 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 Ngon, ngon, ngon. Mình ăn thử cái phần này nè, nãy cái kia là khác nha. Ủa? Hai cái chế biến khác nhau nha. Ủa? Khoan xí. Bạn ơi, bạn lấy cái miếng nó ở đâu vậy? Đây đây, mình cho bạn nè. Đây nè. Đây, bạn thấy không? Góc của mình bị che khuất. Mai mốt cô hỏi bạn nói mình là hành kiểm tốt nha. Ừ, ok. Cô quan tâm tới bạn học trong lớp rồi, nha. Rồi, đó. Đây, rồi, cái này là kiểu cầm. Khác. Đó là chiên. Cái này giống như chiên chả. Xem nè, bẻ ra nè. Đó, nó kiểu... Đó. Đó. Sau đó là mình sẽ... Đó.
giòn. Không? Ngọt và mềm. Cái gì ở trên nó mà nó có phải là tỏi không? Ở trên cái phần da nó mặn mặn là gì ta? Tỏi phi. Tỏi đúng không? Phi. Tỏi đúng không? Ừ. Có một món mà trên một dĩa mà làm thành hai kiểu khác nhau. Thông thường là mình ăn như cá mú hấp Hồng Kông là một món thôi. Còn này một con mà làm hai món. Quá đã. Mình qua món mới đi ha. Nốt lại. Trên dưới 1 triệu, anh ấy đã tiết lộ. Trên dưới 1 triệu đồng à? Thôi mình ghi 950 đi. Anh ơi, bạn học của mình đã xong hết rồi. Không biết là anh đã làm bài chưa? Không, anh không cần làm bài nữa. Anh ăn cái đã, anh tính tiếp. Rồi, xin mời. Món chính thứ ba, combo vịt quay Bắc Kinh 3 món. Em đã nghe cái mùi đi từ xa 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 xa. Em đã nghe cái mùi đi từ xa 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 xa. Đây là gia vị cũng màu bí á. Gia đình em đi ăn á mà kêu nguyên một con vịt ra là ba món này là đủ bốn người ăn luôn á. Bây giờ đây xương vịt rán muối rồi xong thêm nhưng mà cái món này là không thể bỏ qua nè. Món này là đúng rồi, cái này không thể. Em nghĩ là anh Thiện ăn cái này trước. Không không không, no no no, ăn đúng á là mình phải ăn cái này trước này. Anh Điền ăn cái này trước. Sao vậy? Anh Điền ăn cái này trước hả? Đúng. Để anh nghĩ ăn cái món kia luôn. Rồi, rồi anh em mình làm đi. Em xin mời cả nhà. Đừng quên chén sốt nha. Chén sốt đó, sốt này rất đặc biệt nha. Cái này là phải ăn là vì sao? Là vì nó là cái da đó. Lóc cái da nó ra đó. Da có nó tương đen nè, đó. Gắp cho em nè. Rất đậm đà. Đây em tự gắp. Em xin ạ. Ok. Rồi bây giờ anh quay ngược đầu lại anh kiếm. Cái nào mình thấy nó da nhiều á. Cái sốt nè, xuất sắc lắm nha. Thật ra cái bò biến này là nè, gọi là giống như bánh xèo á. Cái da vịt á, bạn ấy cắt rất kỹ lắm nha. Lóc hết mỡ ra mà chỉ còn mỡ, phần giòn thôi. Nhưng mà vẫn giữ chút xíu mỡ. Nó giống pancake của trong mấy cái buffet mình hay đi ăn ở mấy năm sau á. Em kỳ vọng nó sẽ giòn rụm và béo ngậy nhưng mà vẫn giữ được cái ngọt của vịt. Mới vừa chiên xong luôn mà bạn cắt luôn á. Nó hơi nóng nóng ha. Ôi ôi, cái sốt này mới đỉnh nha. Nãy giờ ăn hai cái mấy cái loại nước sốt nè. Ở mỗi chỗ làm vịt quay Bắc Kinh á, cái nước sốt này á, mỗi đầu bếp sẽ có một cái công thức riêng hoàn toàn và khác nhau luôn. Ăn nhau là cái này nè. Ăn nhau là cái này nè. Em bỏ riêng cho cơm nhiều hơn. Ở đây có cái thịt vịt nhỏ, các nhỏ nhỏ rồi nè. Mình ăn thử một muỗng để thử thôi. Anh ơi, cái vịt này nó ngọt lưu lắm nha. Ngọt liếm. Cái thịt vịt á không phải là dễ chế biến đâu nha. Cái thịt vịt, tại vì cái lâu lâu á nếu mà những cái đầu bếp bị mùi á nó khó hơn là thịt gà nhiều, nó nặng mùi. Ủa, xương vịt ngon quá nhỉ. Cái món này chắc món nhậu quá, chắc món nhậu quá. Rồi, nó nhảy xuống dưới rồi. Nó còn sống á. Ngon. Quá ngon. Anh ăn thêm cuốn không anh? Không. Cái này lâu lâu mới được đến. Được. Tất cả đều chờ chu gia nhất phẩm. Chu gia nhất phẩm Chắc Tây Cầm. Vịt này nhiêu thịt? Anh nghĩ con này chắc phải 2 ký mấy. Em nghĩ 2 triệu á. Bởi đâu? Vậy em chấm 1 triệu rưỡi đi. Em nghĩ là ở 902. 900 mà. Thôi em 902 anh triệu đi. Vậy chắc ăn đi. Rồi. Món cuối cùng mà cũng là món được chờ đợi nhất của bữa ngon nhớ đời ngày hôm nay. Chu gia nhất phẩm. Chu gia nhất phẩm Tây Cầm. Dạ rồi. Rồi, mời em thử thứ đi. Vậy em sẽ thử. Vậy cái con điện thoại đây vậy? Con không phải nấm. Trời nấm trời. Thì em để lại cho anh. Em sẽ thử một cái con bào ngư. Bào ngư. Bào ngư. Bào ngư. Không biết là
Bên tiệm của mình có bỏ đủ ba con không nhờ? Có đủ ba con, đem mốt cho anh con bào ngư trước cho. À bỏ lắm nè, phải có nè, vi cá, sau đó là sò điệp nè, hải sâm đâu. Vi cá nó tan ra dưới rồi, không phải nó đâu. Cái này là vi cá. Anh Điền này. Rồi kế đằng kia đó, có cái con gì có gai gai á. Con có gai là uni hả? Ờ. Ồ đúng rồi, con hải sâm này. Rồi bây giờ anh tạm đi, để em đưa anh cái càng cua sao. Bây giờ tới anh Điền là chất lượng nhất. Cái chén ăn tạm của mình thấy ghét dễ sợ. Đây, anh Điền là có một hải sâm là đi trước nè. Okay. Rất là bổ. Rồi vi cá kế bên luôn. Bào ngư ở phía trên. Thơm lừng. Một miếng nấm đông cô hầm. Thôi bự dữ lại. Đây nè, hai miếng sò điệp siêu to. Ở anh không cần sò điệp. Dạ. Cái xương xa. Rồi, miếng vi cá siêu bự, vi cá hấp dẫn. Rồi, siêu bổ cho anh. Khỏi càng cua nha, anh không ăn càng cua lát. Mọi người có ăn ăn giá không ạ? Nè, cho một ít giá điểm lên cho nó đẹp. Đó, cho giá đi rồi. Hấp dẫn nè. Cái miếng này nữa là xuất sắc luôn. Đây. Thôi anh muốn luôn cho em nè, để không lát nữa Thiện vớt mất cái này nữa. Dạ, cảm ơn anh. Cái xương xa này là quý lắm đó. Cho em miếng xương xa với. Đây, lát nữa ăn càng cua. Bây giờ thử một cái miếng còi sò điệp coi nè. Xương xa. Vì cá kêu xương xa. Vì cá của người ta mà mình kêu xương xa. Rồi đó, rồi xong. Bổ quá, cắt bào ngư ra nhá. Wow, con nó chắc và nó cứng chưa nè anh? Hay chưa? Đó, chắc. Rất là chắc nịch luôn. Wow, con nó chắc và nó cứng chưa nè anh? Hay chưa? Đó, chắc rồi. Nhớ thổi nha. Sao vậy? Nóng. Nên ấm ấm nè, đó. Em cắt làm tư thôi. Ủa, cái nước chấm này nước chấm gì lạ ta? Chắc là nước chấm của món chu gia nè. Khoan nha, để thử cái miếng nước chấm à. Nước chấm có vị chua nhẹ, giống như có me. Chua chua ngọt phải không? Chua ngọt. Đúng rồi, giống như có me vậy đó. Hình như có gừng luôn á. Bào ngư quá tươi. Mà nhìn hình dáng của bào ngư là biết tươi rồi. Vừa chắc, vừa săn và đẹp nữa. Rồi, bây giờ anh thử miếng súp nè. Ngon quá. Còn bốc khói luôn. Còn đây là vi cá nha, sệt 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 cùng với giá. Anh ơi, ngộ lắm nha. Cái vi cá đó, em tưởng là nó sẽ hơi dai dai. Em vừa mới bỏ vô miệng. Nó tan mất tiêu. Biết không? Khi mà anh có biết cái này là khi mà cái vi cá, bình thường mình làm mình hầm nhanh á thì nó sẽ là mỗi một miếng dài. Đúng. Mà khi mà mình hầm lâu nhừ ra thì nó tan ra giống như cái miếng gelatin của xương xa vậy phải không? Đúng rồi, nó đó. Hay thiệt. Mới làm xong á thì cắn vô nó sực sực. Dạ. Em muốn thấy anh ăn thử cái càng cua. Càng đây, Chí Thiện ơi. Em muốn thấy nè, Chí Thiện ăn ngon lắm. Đây. Mời Chí Thiện. Xin mời quý vị hãy nhìn. Em nghĩ là nó sẽ nóng lắm á. Ờ thì thổi. Em ăn đi thịt. Trời ơi thịt nó dày như vậy luôn nè. Lâm ơi, em không có đồ được vậy đâu. Nó có ngọt ngào như bao lì xì ngày Tết không anh? Nè thử coi. Cái vị hay là thấy tươi rồi đó. Đúng không? Còn nó chắc vô kìa. Trời ơi, tan chảy mê chị ê kéo dài, đỉnh của chót. Xuất sắc. Hồi nãy á, trước khi mà cái này ra, em nghĩ nó cỡ tầm 800. Nhưng bây giờ sai rồi, không thể nào 800 được. Mắc hơn á? Mắc hơn nhiều. Lớn hơn con số cỡ đâu 1.2 nè, 1.3. Anh cho nó 1.5 luôn đó. Ừ, 1.5. Anh Điền được đánh dấu đúng á. Ở cái câu cuối hả? Đúng rồi, em nghĩ là 1.5 đó. Anh đánh đúng đúng ở cái mắt nhất đúng không? Đúng rồi, chỉ cần mình vượt qua được cái mắt nhất này thôi, mấy cái quán kia là mình sẽ chênh lệch nhỏ nhỏ thôi. Ok. Chỉ cần mình vượt qua được mắt nhất này thôi, mấy quán kia là mình sẽ chênh lệch nhỏ nhỏ thôi. Ok. Sửa liền. Sửa luôn hả? Đúng rồi, anh sửa cho 1.5 đi. Là đúng giá nhất á. Nếu mà ghi 1.5 á thì mình sẽ bị gọi là bắt chước ảnh, mình ghi 1.5 10.000. Mà cuối cùng nó là 980 là anh sai liền luôn. Vậy thì 1.5. Không, 1.5 10.000 á. Từ đứa 50 đi.
1500 thì khó sửa đúng một không? 1,5 triệu. Không, 1590 dễ sửa hơn. Coi như là 1,6 triệu đúng không? 1,6 triệu. Rồi, rồi. À, bữa ngon nhớ đời ngày hôm nay thật sự là một cái menu vô cùng thịnh soạn. Dạ. Từ chu dim sum house. Nhưng mà vẫn chưa no nhưng mà vẫn thấy đã, vẫn thấy thòm thèm. Thòm thèm. Thòm thèm thêm một miếng di cá nữa. Rồi thôi, nói chứ vậy đủ rồi. Ủa cái bảng em đâu? Bảng em nằm trong kia. Ừ. Anh gì ơi, anh gì ơi. Thôi bây giờ anh với em cộng nhẹ trước đi, còn nói làm cộng sao. Nhẹ đi. À. Vậy em rồi. Cũng muốn có cái bảng của em cộng nhẹ. Chưa. Chưa. Cộng nhẹ thử đi. Cộng nhẹ đi. Nè cộng giùm anh nè. Đây. 8, 6, 4, 8 nè. 1, 2, 3, 4, 5 5 cái. 5 x 8 trước đi. 6. 1 2 3 4 6 món ha. À 6 món. 408. 4,2 triệu. 4,290. 90 anh viết chưa đi. Vậy là cái bill ra, khoan khoan để em ghi trước cái đã. Để em triệu hồi cái bill của em ra em ghi trước. Em xin phép ạ. Lấy cái bài thi của em đã anh Thiện. Rồi, anh giờ anh cộng luôn ra. Rồi em đọc đi. 85 cộng 80 cộng 80. Có cộng thuế luôn không? Không. Chưa. Tất cả là mình không có ai cộng thuế đó. Hên xui. 1,5 triệu là 1,500. Bằng nhiêu? Bằng 3,290. 3,290. Trời ơi em rẻ hơn anh 1 triệu. Em cộng thêm 100,000 tiền tiếp được không? Mình đang nói về món ăn thôi. Không, lát mình còn cái bảng cái bill của người ta mà. Để coi nè, cái người mà giỏi nhất lớp coi như thế nào. Của em nhiêu, của em nhiêu? Của em là 4,005, em với anh xem nhau. 4,005 và 4,290. Không có cửa nào một cái khoảng cách mà nó cách nhau 1 triệu mà có thể chiến thắng được. Đúng, chính xác. Chẳng lẽ mình thua trận này là coi như không cam tâm. Rồi chút đem cởi dây chuyền ra để sẵn. Em là an toàn, em nằm ở giữa. À dạ. Là khả năng em an toàn rất cao. Yes. Đừng quá đắc thắng. Hên xui thôi. Mà cũng khó nói trước lắm. Rồi, ok. Rồi, xin mời chủ nhà hàng Chu Dim Sum House. Giờ xin phép gửi mình menu. Rồi. Đi hóa đơn. Hóa đơn. Rồi. Tổng số tiền 3,637,000. Là sao? 3,637,000 so với lá của Liêu Hồ Chinh trên là tầm khoảng 400. Vậy là ai xa nhất? Cái người xa nhất là cái người 4,290,000. Không, em muốn anh coi anh xa bao nhiêu. Của anh là 4 triệu á, coi như là 4 triệu đi. Còn ở đây á là... Nhưng mà xin lỗi em là chúng ta còn 10% thuế VAT. À, là 363,700 cộng vô là 4,700,000. Phải không? Đấy. Nhưng mà mày đâu có... À, không phải. 4,700,000. 4,700,000. Vậy thì là em là người chiến thắng nè. Ừ, em gần nhất. Trời ơi, học giỏi quá Thiện. Chúc mừng em luôn. Đây là mini game thứ hai. Hay vậy. Rồi ai ai sai số sai nhất? Hả? Sai nhất vậy thì bây giờ em phải trừ thôi à. Em chỉ còn cách trừ thôi. Chắc chắn là đây rồi còn gì nữa. Đúng rồi. Đâu tính thuế đâu. Ủa? Trời. Cuối cùng là tổng biểu. Ủa là rồi anh có kinh nghiệm sao anh nói em trước? Anh đâu kinh nghiệm gì đâu. Mình sao anh ăn nhiều mà không nói em trước? Trời ơi, ngày hôm nay thiệt sự luôn á. Bữa ăn đúng nhớ đời luôn á. Bây giờ em đọc nè, em đọc giá lại đi Thiện. Đây, giá đọc lại giá nha. Giá từng món là so là... Cho mọi người cùng biết giá ở đây luôn nha. Rồi. Là há cảo thủy tinh là 79,000. Em ghi 85. Anh ghi 80. Xíu mại phụng hoàng là 68,000. Rồi. Ôi, sao em ghi 70 nè. Em 80. Bánh cuốn tôm tươi là 68,000. Em ghi 80. Anh 80 luôn. càng xa đó. Bánh bao kim chi 48,000. Kim sa. Bánh bao kim sa 48,000. Trời, anh ghi tới 80 lần. Chân gà hấp tàu xì là chỉ có 58,000 thôi. Trời, em ghi 75. Ôi, cái đầu hủ kia là cái mắt là ngạc nhiên nhất nè. Có 58,000 à. Hả, em ghi 80. Anh cũng 80 luôn. Và tôm ngũ cốc sốt mayonnaise Hồng Kông là chỉ có 222,000. Tôi ghi 306. Em ghi em nói đúng đúng không? Ôi, và nguyên con cá mú Long Hoàng Trân Châu là 865,000. Hèn chi em bị dính ngay con cá này, em ghi có 400. 400,000 hả? Cá người ta 800 mà ghi 400. 800 mà cộng thêm 10% thuế nữa là 880. Ồ, sai quá sai. Combo vịt quay Bắc Kinh 780,000. Em ghi 700. Ôi, anh ghi 1 triệu. Và chu gia nhất phẩm tay cầm là 1,388,000. Em ghi 1,5 triệu. Anh ghi 1,6 triệu. Wow, tôi ghi toàn 73 không à. Không có nào trúng hết trơn. Mà tổng ra tôi đúng. Giọng giỏi. Yeah.
Quan trọng là không cần các môn như thế nào, miễn sao trên trung bình là tiến thắng. Rồi đúng rồi, mình cũng ghi từ lung tung sà beng hết. Ừ rồi nè. Hai đem mình trời ơi, hai điểm vui bạn vẻ ấy nè. Không, bạn ấy rất gần với sự thật. Chọc quê mấy cái bạn học giỏi nè. Các bạn ơi, tục ngữ có câu học tài thi phận. Bạn ấy học giỏi lắm nha mọi người. Đáng cũng đúng rất là nhiều, nhưng mà cộng lại bạn chất quớt à. Là tại vì mình làm sai đề đó bạn. Phát đề A mình giải đề B đó bạn. Ngày hôm nay là bữa ngon nhớ đời đầu tiên nha. Tới đây nè, mình ăn được nhiều nè, ăn được ngon nè, và còn có quà mang về nè, và còn được bạn bao nữa. Trời ơi, hạnh phúc quá. Rồi thôi, chủ quán ra tôi liên hệ với cô mặc đồ đỏ, cô đẹp nhất ở đây luôn. Dạ. Trong ba người hôm nay cô này đẹp nhất. Đó. Cái thẻ tín dụng mình cài mình trả góp được 6 tháng phải không anh? Dạ, đó là chủ thẻ trả. Dạ đúng rồi, lát nữa liên hệ sau anh nha. Dạ. Cảm ơn anh. Đừng, nhớ khóa cửa nha. Phải lấy liền. Chỉ chạy cũng lẹ lắm. Phải lấy tiền luôn à? Phải lấy liền chứ không ấy không ổn đâu. Anh nói thật sự luôn, không ổn. Anh tháo giùm em cái này đi. Thôi đi, mình cầm cái này trước. Anh giữ giùm em cái sợi dây chuyền này ha. Sẵn đang đây đang phát sóng chương trình thì xin quý vị quyên góp cho bữa ăn nghĩa tình cho em xin lưu Hà Trinh có tiền trả nợ. Không, bây giờ kiểm tra coi nè, coi phải dàn thiệt không nè. Dạ không, cái này là chứng cứ thôi, là em sẽ quay lại lấy thôi ạ. Trời ơi, đưa cái chứng cứ có 420.000 sao tao lại lấy. Cái này làm được khuyến mãi ở Phú Quốc nó hiểu không nè. Dạ. Không có chừng nha, này cho bà Diễu người ta bỏ đóng người ta bán chuyện. Anh này nghi ngờ em lẻ rồi. Đó, dạ anh giữ giùm em cái này nghe, rồi cái gì em quay lại anh nha. Dạ. Anh cứ giữ đi, anh yên tâm. Em là người có uy tín. Không, nói chung là hôm nay lên hình lên sóng rồi. Tất cả cái này là những hình ảnh lưu giữ trên sóng, cho nên em yên tâm nha. Sao đâu, còn nếu mà Liêu Hà Trinh không quay lại thì thôi đó. Dạ thật ngại quá. Em cũng biết chỗ em kiếm rồi đó. Là em kiếm chí thiện á. Bữa ngon nhớ đời xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bữa ngon nhớ đời do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Chương trình bữa ngon nhớ đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì Colorman, Liêm Hà Trinh và Chí Thiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.